Đúng là trong hôn nhân, có giai đoạn tiện lợi làm xáo trộn mọi thứ, đó là khi vợ mang bầu và sinh em bé. Khi bầu, nhiều thứ của các bà vợ thay đổi, bao gồm cả cân nặng trĩu hay cách thức của họ. Nhiều chị vợ tăng cân như mất kiểm soát và họ cũng khá buồn phiền vì điều đó. Tuy nhiên, trong trường hợp ấy mà được người chồng quan tâm, để mắt thì mọi việc sẽ tiện lợi giải quyết hơn. Tuy vậy, một người chồng tại Hàn Quốc lại chê bai vợ bằng những ngôn từ thậm tệ và cái kết cho anh ta thật sự hả hê làm sao. Một người thiếu phụ tên Ba Jong bị trầm cảm sau sinh và dẫn đến thói quen ăn uống không kiểm soát được. 86kg là con số cân nặng trĩu đỉnh điểm nhất của cô. Dốc dáng thời 86kg. Với việc tăng cân, dốc dáng sồ sề, thân hình đầy ngấn mỡ cùng cách ăn mặc như bà thím khiến cô Ba bị chính người chồng xa lánh, thù ghét. Cô sinh xong xuôi con gái rồi bị trầm cảm nhưng chồng cô chẳng hề thấu hiểu. Anh ta thậm chí đã dùng lời lẽ xúc phạm để chê bai cô. Anh ta thù ghét dốc dáng của vợ và thay vì ở bên tâm sự rồi động viên, người chồng này chê chính người đầu gối tay ớt là xấu xí, không thể chấp nhận nổi. Còn yêu và muốn níu kéo sự xem xét của chồng, cô Ba đã xả thân tập luyện với quyết tâm giảm cân. Người mẹ trẻ dành cả 10 tháng trời để ăn theo thực đơn riêng, phân thành 6 bữa ăn mỗi ngày, kèm theo đó là những bài tập nghiêm ngặt. Cuối cùng, cô bỏ được 40kg trên cơ thể, chỉ còn 46kg. Cô Ba khẳng định thêm rằng bạn dạng thân chẳng hề đụng chạm dao kéo để cải thiện dốc dáng. Dốc dáng 46kg hiện tại. Những tưởng sau khi có thân hình đẹp hơn thì chồng sẽ thay đổi nhưng không. Người đại trượng phu ấy thậm chí còn xúc phạm vợ nhiều hơn nữa, trông cô thật đáng sợ, cứ nhìn cô là tôi nổi hết da gà. Lần này, cô Ba thật sự chết tâm. Cô cũng nhận ra rằng nếu kế tiếp ở cạnh người đại trượng phu này thì cả sức khỏe lẫn tinh thần của mình đều bị tổn thương. Cô đưa ra quyết định gấp rút là ly dị anh ta, trở thành mẹ đơn thân và xây dựng cuộc sống năng động, tự chủ khiến nhiều người suýt xoa. Hiện tại, Ba Jong là một bà mẹ đơn thân nhiều người biết đến ở Hàn Quốc. Trang Instagram của cô có đến 50.000 lượt theo dõi. Kênh YouTube cũng hoạt động rất tích cực với 70.000 người follow. Trên YouTube là các video quay quanh cuộc sống tầm thường ngày vui vẻ, giàu năng lượng và đầy hạnh phúc của hai mẹ con cô. Ngoài ra, trong đó còn có nhiều những bài tập giảm cân cùng hàng loạt lời tư vấn dành cho người muốn thay đổi bạn dạng thân mình. Cô Ba cũng là một huấn luyện viên yoga thể hình có tiếng. Cô chiếm hữu thân hình tuyệt đẹp và nhan sắc như một người mẫu ảnh đích thực. Hình ảnh này khác hoàn toàn so với khi cô đang trong cuộc hôn nhân tầm thường hạnh phúc với người chồng độc miệng. Thật là sáng sủa sút khi người mẹ trẻ quyết định đá văng người chồng không xứng đáng. Anh ta chẳng tiếc lời chê bai vợ khi cô mập mạp, xấu xí. Hiện tại, nhìn những bức hình được đăng tải đều đặn hàng ngày trên Instagram của cô Ba, gã chồng đó chắc hẳn phải thèm nhỏ tuổi dãi và hối hận mãi không thôi. Có nhiều lúc, xong xuôi khỏi một cuộc hôn nhân không phải là quyết định tồi tệ. Nếu mái ấm đó còn tình yêu, sự sẻ chia và thông cảm cho nhau thì hẳn tiếc nuối. Nhưng khi nó chỉ còn mang đến sự tiêu cực, xúc phạm nhau thì còn lý do gì để duy trì? Người mẹ trẻ trong câu chuyện đã trở nên thành công, nhiều người biết đến ngay sau khi bỏ chồng. Cô là minh chứng cho việc làm mẹ đơn thân thỉnh thoảng mới là sự lựa chọn đúng đắn, mang đến hạnh phúc và yên bình. Theo Global